Lời đầu tiên các lời sơ xin gửi tới quý vị là chúc sức khỏe để chào chết gặp nhất. Cơn gió lạnh sẽ buốt hiu quạnh, mình anh bước đi trong bao nghĩ suy, trong lòng như chợt vỡ tan rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Anh vẫn cười che giấu bên người, vì anh biết nói ra cũng vậy thôi. Chẳng lẽ cầm tay nếu không cho em bước ra đi, sợ nhìn nhau biết nói câu gì. Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng, dường như không gian mang hai ta trở về phút giây ngày đầu, ngày gặp nhau khi xưa. Giờ hôm nay xa nhau mới thấy trái tim mình đau. Rồi giấc mơ cũng phải tàn, dù chia tay hay nhớ gì thì nỗi đau vương vấn trên mi. Anh vẫn thường suy nghĩ, không biết vì điều chi mà tình yêu thường đắng cay như vậy. Hạnh phúc khi xưa thôi đành, giờ trôi theo cơn gió lạnh, quên hết đi hạnh phúc mong manh. Thôi nhìn lại, thôi nhớ ai thao thức bao đêm dài. Nhìn thấy cái tay của tất cả các bạn giơ lên cùng với Sơn đúng không ạ? Cơn gió lạnh sẽ buốt hiu quạnh, mình anh bước đi trong bao nghĩ suy, trong lòng như chợt vỡ tan rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Anh vẫn cười che giấu bên người, vì anh biết nói ra cũng vậy thôi. Chẳng lẽ cầm tay nếu không cho em bước ra đi, giờ nhìn nhau biết nói câu gì. Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng, dường như không gian mang hai ta trở về phút giây ngày đầu, ngày gặp nhau khi xưa. Giờ hôm nay xa nhau mới thấy trái tim mình đau. Rồi giấc mơ cũng phải tàn, dù chia tay hay nhớ gì thì nỗi đau vương vấn trên mi. Anh vẫn thường suy nghĩ, không biết vì điều chi mà tình yêu thường đắng cay như vậy. Hạnh phúc khi xưa thôi đành, giờ trôi theo cơn gió lạnh, quên hết đi hạnh phúc mong manh. Thôi nhìn lại, thôi nhớ ai thao thức bao đêm dài. Rồi giấc mơ cũng phải tàn, dù chia tay hay nhớ gì vì nỗi đau vương vấn trên mi. Anh vẫn thường suy nghĩ, không biết vì điều chi mà tình yêu thường quá đáng cay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.